cùng quý đa tử Phật tử được diễn phúc cung thỉnh từ tòa Quang Lâm đại trà ban bố cho chúng con một thời pháp rất là vô cùng vinh hạnh. Bao lâu nay quý nam nữ Phật tử hoài mong được đại đức trở về đạo tràng thuyết giảng, nay cũng đã thành hiện thực. Đó là một điều diễn phúc cho chúng con. Chúng con thay lời cũng như thay mặt cho hòa thượng tăng trưởng và ban quản trị cùng nam nữ Phật tử cảm niệm công đức cao dày của đại đức giải sư đã giết chút thì giờ mà Quang Lâm ban bố cho chúng con thời pháp. Và sẵn ở đây ban quản trị chùa Phật Phủ đại đức Thích Tịnh Màu trưởng ban quản trị cũng đã tâm sự với chúng con sẵn hôm nay thỉnh đại đức về đây thuyết giảng. Nhân dịp này cho ban tổ chức cũng như ban quản trị chúng con cúng dường trước hết là góp phần xây dựng ngôi tam bảo của đại đức đang trụ tu. Cũng mong đại đức quan hỷ hứa cả và cho chúng con góp phần công đức để cùng với đại đức xây dựng ngôi tam bảo. Và chúng con nguyện cầu hoàng hôn tam bảo gia hộ để đại đức được nhiều sức khỏe pháp thể tương lai để nhiều các chúng con trên bước đường hoàng dương chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin đi đầu đảnh lễ và cảm ơn hòa thượng Tịnh Hạnh và cũng thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức. Những cái này xin nói nhỏ một chút là ở đây xưa nay đi giảng dạy thì không nhận tiền của ban tổ chức bao giờ, từ tất cả các nơi. Ở đây chỉ muốn làm việc Phật pháp hay là chia sẻ Phật pháp với các vị. Thứ nhất là cúng dường như thế này người ta dễ hiểu lầm về người hoằng pháp. Thành ra mai này có gặp các vị thầy đánh giảng thì cũng đừng cúng dường như thế này. Khi muốn cúng dường chúng ta sẽ cúng dường ở phía sau hậu trường. Cái việc nhận hay không tùy các giảng sư. Riêng bản thân chúng tôi thì xưa nay đi giảng các nơi là không nhận tiền của ban tổ chức. Vì sự phát triển Phật pháp mỗi nơi, tôi không có tiền để đóng góp vào các tam bảo, thì chỉ đem lời pháp để góp phần vào cho các tam bảo nơi đó. Mong quý thầy trong ban tổ chức quan hỷ cho anh một phần. Tôi xin mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng.